Đây coi coi. Trời Trời ơi trời, thôi mẹ cho con luôn đó, con đeo đẹp đẹp hơn mẹ rồi. Ai đeo con á? Spit it around right, Jady. Ai đeo con á? Cho cô chú coi coi, khoe cô chú coi đồng hồ ba đeo cho con Here, đó. let me help you. Trời đất ơi, nó đeo vừa cái đồng hồ chạy luôn. It's tight too. Ừ, chạy ra. There you go. Đây coi coi, đưa cô chú It's coi coi. upside down probably, but it looks không, không. Good. Quay 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 lên, quay lên. Đó, chưa quay xong. Ôi đẹp chưa? That was the Kangaroo. Trời ơi, nó đeo cái đồng hồ đẹp ghê. Thôi, mẹ cho con á. I knew you would get a kick out of it. Like once I heard it, when I put it on, I'm like, oh, I'm gonna get a reaction out of it. And then I heard it. Oh, joy! Oh, joy! Ôi trời, cái đồng hồ. Ôi trời. Đeo quá đẹp luôn, đeo dây da tay. Tay này đeo dây da đẹp mà, đeo two tone là cũng đẹp đẹp. Tay này là phải đeo. Đeo. Bảy, không được, không được. Trời ơi trời, thú súng. Tay chơi cái kiểu kỳ. Leo kiểu gì vậy trời? Trời ơi, nó giỡn mặt với tôi, cái leo đâu. Trời ơi, cái ngượng gái mốt. Ê, cái credit card của bà Nhung không có khăn. Thôi, ngượng gái này mốt đi chơi cho mượn đồng hồ đeo vô. Trời ơi, có được không trời, có được không trời. Lấy đồ của tôi đi dục gì đó được không trời. Hả? Người đi vô lý thiệt đấy nha. Quá vô lý thường kẹt luôn. Ê, đừng có cắn bậy, bậy, để mày gỡ ra cho con nha. Đừng có, chay ơi, cái dây này là cái dây da nha, cho nên con không có được bỏ nước miếng vô cái ướt vô cái dây da này của mẹ nha. Hư đồng hồ của mẹ đó. Trời, tôi nói như không với nó hả ta ơi. Mình có bấm. Đây mẹ lấy, không có bấm con, không có bấm cái đồng hồ này lấy ra gì nè, đây mẹ chỉ cho. Đồng hồ lấy ra vậy nè. Wow. Ông Lũ ơi. I'm a purple. Không phải nữa. Wow. Nó lên nó mở hộp tủ của bà Nhung. Bà Nhung nó ông Lũ con chay nó lên nó phá đồ. Ông Lũ ơi. À, không được phá. Con chay nó phá đồ của ông Lũ ơi. Không có ông Lũ ơi. Không có ông Lũ ơi hả? Nó nói không, nó hồi nãy con nó nói với bà Nhung là không, chỉ muốn thấy thôi. Thấy thôi, muốn thấy thôi. Muốn thấy thôi chứ không có phá. Đúng không chay? Con nói vậy nè, con nói bà Nhung ơi, con chỉ nhìn thôi. Nhìn thôi. Trời ơi trời. Cái này so pretty. Cái này so pretty, cái này đẹp quá. Ừ. 1, 2, 3. Đã 7 à. Phá nữa rồi ông Lũ ơi. Không phá nữa. Nó phá nữa giỏi. Con nói con chỉ nhìn thôi. Nhìn thôi. Đúng rồi. Dễ thương. Mấy cái này mà không quay cho cô chú coi chứ quay cái gì vậy trời. Phá nữa rồi. Không phá nữa rồi. Không phá nữa rồi đó, làm gì á? Không phá mà lục đồ của tôi ra làm gì á? Trời trời. Làm gì á? Thổi. Thổi hả? Có bụi trống hả con? Môi lọc đi sao? Con mơ mốt con nói là con không có phá, con chỉ nhìn thôi nha. Muốn thấy thôi hả? Ừ, nó muốn thấy. Muốn thấy. Hello, cái cô chú lên đây này. Em không có cầm. Em có này, em tin. Rồi con giới thiệu cho cô chú coi con đang cầm cái gì nhé. Cầm cái này. Cái này là cái gì vậy con? Này cái cố si bớt. Cầm này là first butt. Mommy, mẹ ơi mẹ first butt. Quá trời quá đất luôn. Mà hay dữ vậy trời. Trời ơi nó hay dữ trời, nó cầm nó nhớ nó cho gì luôn trời ơi trời. Cái gì con? Không phải butt. À không phải. Trời ơi. Cái này sức cream thôi. Rồi cái là sức cream để sức vậy thôi. Không có phải. I said the cái gì? Không phải con, không phải cái này, không phải kem đánh răng con. Này không phải kem đánh răng. Để mày coi cái này gì đây. Để mày coi coi. Để mày coi coi, mày ba rồi mày nói cho con nghe nha. Ok, cái này á nếu mà cái tay mình bị ngứa đồ này kia, mình bị đứt đồ đó, đúng rồi là mình sức lên con. Đúng rồi chứ không phải là đánh răng. Đúng rồi. Sức ngứa tay. Ngứa đúng rồi, ngứa vậy đó. Giờ ngứa rồi đó. Yeah, I à.
biggest touch. Năm gì của bà Nhung á. Chịu không nổi luôn. Chị ơi. Trời ơi, nó kêu là phải, nó bắt, bây giờ nó bắt là nó làm gì cũng phải lấy camera dựng trước mặt lên cho cô chú coi. Mình không làm nó cũng nhắc luôn. Bởi vì tôi nghỉ ngơi đâu có được chứ nó đâu trời. Em phá này. Rồi con đang phá này à, giờ mới chịu phá phải không? Không chịu phá. Rồi kêu đi, con kêu. Con kêu đi, con kêu đi con. Con kêu sao? Chú chú ơi. Chú chú ơi sao? Chú ơi. Wow. Wow. Bucket full of water. Có gì nữa? Oh. Em không phá nữa. Không phá nữa hả con? Make one in a morning. Mmm, I smell it. Come on. Yeah. Thơm không con? Cái đó là để làm gì ạ? Rồi thôi biết rồi đừng làm. Đừng có diễn. Rồi thôi cái chai đó. Cái chai của đó hồi đó nó bị hâm á. Cái ngọc sức vô cho nó. Cái giờ nó cầm lên cái chai đó nó biết đó, nó mẹ mẹ. Cái này là để sức sức cho bị hâm nè. Có được không? Nó đau. Nó lợt. Mẹ ơi nhìn nè. Này. Không phải. Không phải là sao con? Không phải này. Không phải là sao? It's mine. What was this? Cái đó mẹ cũng không biết cái đó là cái gì luôn á cha. Back. Ủa bây giờ là con đang phá phải không? Không phải hả? Chứ con đang làm gì? Con nói đi, con đang khám phá. Chứ không phải phá. Không phải phá. Đúng. Nè, nó phải nè. Ừ. Wakali nó nói chuyện nhiều ghê cô chú. Bà Nhung kêu ông Lũ nha. Ông Lũ ơi. Ông Lũ ơi, chơi phá ông Lũ ơi. Khám phá ông Lũ ơi. Khám phá ông Lũ ơi. Con chỉ coi thôi. Má bán nè. Tiền con đâu mà, mẹ đâu có biết đâu. Tự nhiên tiền ở đó của ông Lũ với bà Nhung mà sao con nói tiền đó của con? Mai chơi mở ra với bà Nhung một tháng thì nói tiếng Việt đã luôn đó nha, hai chơi ha. Chơi bà Nhung một tháng chơi ha. Đó, tiền kia. Công nhận điện nhà bà Nhung cũng sáng rõ, quay video clip rõ ghê, rõ ghê. Rõ băng luôn, rõ băng với băng ngà luôn. Rồi qua đây là đi gì quá mà cái gì có wow. À. Tiền của ai á chị? Chị ơi, tiền của ai vậy con? Có trời. Ơ trời ơi. Tiền của ai? Có trời. Nói lại đi, tiền của ai? Cái đó gì chị? A fire. Trời ơi. Đúng rồi. Trời ơi, mình là thấy biết cái đó liền. Cái gì vậy? Mình là biết cái đèn ở trên bàn thờ chỉ liền. Sao hay dữ vậy trời? Đâu con, cái đèn đó để làm cái gì con? Fire. Gì fire? Không con, cái đó là bóng đèn. Bóng đèn, bóng đèn gắn ở đâu ạ? Trời, gắn ở đâu vậy? Trời, gắn ngay bàn thờ luôn hả con? Sao nhìn biết liền hay gì? Cửa trắng. Trời ơi trời. Nhìn là biết liền. À đúng.
Ừ, đúng như là nóng. Đúng như là nóng. Rồi, đúng như là nóng hả con? Hình như chắc đụng rồi. Đúng, ô, nè, nè, nè. Đụng vô bị nóng rồi phải không? Đụng rồi, sao này? Nghiên cứu rồi. Have a family. Con nghiên cứu rồi hả chay? Nghiên cứu không nè, lại đụng rồi biết nóng rồi phải không? Bởi vì nhìn nó biết liền á. Mình biết bóp đèn ngờ liền, sợ thiệt chứ. Đừng con, đừng có làm rớt xuống bể. So, how was when the children slow, singing, pulled home. Bây giờ hoàng tử đi đâu đây? Hoàng tử. Hoàng tử. Không cắt sổ hả? Tử đi đâu? Hoàng tử đi đâu? Bây giờ mình để hoàng tử ngồi ở đâu đây? Ngồi đây phải không? 10:30 tối rồi. Ngồi đây. Ok, lên xe. Nó nói là ông Lũ ơi chơi con. Đó. Bây giờ hoàng tử ngồi ở đây, công chúa ngồi ở đâu? Trời ơi. Không phải hả? Gì công chúa ngồi đâu, công hoàng tử ngồi đâu? Ok, rồi giỏi dạ, quá. Có cái lâu đài. Trời ơi. Có cái lâu đài, công chúa nãy đứng ghế chi nhỏ quá. Đứng không được. Ồ, hay quá. Dạ. Hay quá. À, chắc là sau rồi hả? Tắm hả? Chắc là sau rồi. Tắm hả? Dạ, cho công chúa đi tắm. Rồi, hoàng tử không được tắm phải không? Hoàng tử ở dơ luôn. Cho hoàng tử ở dơ luôn. Đấy. Ủa, hai người tắm chung luôn hả? À. Trời ơi. Quá dán cái đầu tóc lên. Mới tắm xong á cô chú nên là để tóc cho nó khô. Ai tắm cho đi vậy? Ai tắm cho con? Ai tắm? Nini. Nini hả? Nini đúng rồi. Ok, Nini. Đúng rồi. Nini, ok. Rồi. Cô chơi ơi, con nói đi chơi, cái đó là cái lâu đài. Wow. Ủa có đèn luôn hả? Yeah, wow, đẹp quá. Bây giờ cũng biết hả? Ồ, chơi hay quá. À, chơi hay quá vậy ta. Trời ơi. Hay dữ vậy ta. Trời ơi. Đúng rồi, công chúa phải đi xe ngựa con ơi. Trời ơi, cái gì vậy chay? Công chúa phải đi xe ngựa chứ. Công chúa phải đi xe ngựa. À, con nhảy á hả? Bấm lên đi, bấm lên lại, bấm lên lại con nhảy đi chơi. Đây chơi. Giờ hát đi. Như con sổ mũi đó. Won't you stay with us? Yeah. Ai đi ra đó? Giờ bé đi. Me. Yeah. Nè. Mũi đi. Ai đi. Mũi sao? Mở nhạc lên lại lên. Mở nhạc lên múa trong lũ ra coi. Con lũ với con múa nè. Ông lũ đi với con. Rồi đúng rồi. Đó đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. Hay quá. Đó. Rồi hay cái thiệt đó ta. Múa này múa gì á. Giống múa lân luôn á. Hãy subscribe.
ơi trời. Chịu không nổi. Gì vậy? Mền chi vậy? Mà này mua ở cái gì đó mà năm mua bên Chiligo cho đó. Mà nó là mền, mà nó là một công chúa gì ta? Cái đó là công chúa Jasmine. Công chúa Anna. Ồ công chúa Anna với Elsa. À bậy rồi. Mẹ sai rồi. Mẹ nó sai rồi. Đây ông không đủ hết con. Chịu phải không? Đấy. Phải không? Rồi chảy ra. Trời ơi đúng rồi. À, phải làm góc đường nữa chú Lũ nè. Đó, đúng rồi. Trời đất ơi, tưởng nó làm cái gì có chịu đời nổi đó không? Trời ơi. Rồi. Phải để cái đó. Rồi. Đó. Nó cần để nhà. Trời ơi chay ơi chay. Trời ơi không được đâu con ơi. Không có vô cái nỗi. Lấy cái mền dày chút. Không phải sắp tới đó làm hai lại. Sắp tới đó làm hai lại. Không chịu. Không chịu đâu. Không dày không chịu che cái này. Bỏ dưới cho nó đỡ đau đầu. Khác thiệt đó trời ơi. Tưởng nó làm cái gì. Chơi kiểu đó. Không chịu coi gì. Trời đất. À, cô chú sẽ bó tay với chị. Nè nè, con lũ để lại dưới nha. Được rồi. Bỏ cái dưới đi. Để lại dưới. Bỏ cái cơ sở bên đây. Ok. Đúng rồi đó, vậy mới đúng quá. Vậy chơi mới đúng quá vậy là. Nha. Yeah. Bỏ đi ăn nữa sao ba bỏ lên đi. Rồi. Rồi, đúng rồi, giờ đẹp rồi nè. Đó, đúng rồi, giờ lại đây em đi. Rồi, lộn đi. Nhảy đi. Đó. Yeah. For the first time in forever, there'll be music, there'll be light. For the first time in forever, I'll be dancing through the night. Ordon. Cô chú thấy chơi qua Cali vui cô chú nè. Something never changed. Something stays the same. Who knew it? A dancing place I never knew.
But when I'm way up here. Quay qua mẹ hát cho cô chú nghe nè, quay đằng kia cô chú đâu thấy đâu. Lấy đồ cột tóc cột lên đây. Mà Nhung cầm giùm con cái đi lấy đồ cột tóc lên cho nó coi. Trời ơi tóc nó vậy mới đẹp chứ, tóc em vậy mới đẹp chứ. Không phải chạy hát. À chạy hát rồi rồi, mẹ dầm nè, biết sao? Phải cột tóc lên cô chú mới thấy cái gương mặt, gương mặt sáng sủa của mình để mình hát phải không? Tóc khô rồi phải không? A whole new world, a thousand diamond bay bum bum. Rồi, bỏ đẹp. Nhạc của chê mà sao mẹ dám hát? Mẹ chỉ là mẹ chỉ hát anh đỡ hơn màu thôi ha. Princess nào?